hạnh kính chào quý vị. Hôm nay tòa án tình yêu chúng tôi đón nhận một vụ việc với một cô gái diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng đồng thời cũng là một cô nàng đổng đảnh khó chịu đến mức vì phụ tình, mang tên là Ngô Thảo. Đối trọng còn lại đó chính là một chàng trai quyết tâm và dũng cảm theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng anh ấy cũng vô cùng dứt khoát chia tay rất nhiều mối tình cũ, tên là Huy Dương. Vậy thì trong cuộc tình này ai đúng ai sai, hãy cùng tìm câu trả lời trong chương trình Tòa án tình yêu. Thưa quý vị, đầu chương trình hãy cùng chào đón luật sư tình yêu và thân chủ của họ. Đầu tiên đó chính là luật sư tình yêu Lưu Dương và Ngô Thảo. Theo hãy cùng chờ đón luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và Huy Dương. Và thưa quý vị, đầu chương trình lúc nào cũng là lời thách đấu từ hai luật sư tình yêu. Xin mời. Tôi là luật sư tình yêu Lưu Dương và đứng kế bên cạnh tôi đây là cô gái tuổi đôi mươi có tên là Ngô Thảo, đang theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Như mọi người thấy á, mọi người hay nói là cô ta có vẻ ngoài đổng đảnh như là những gì đã giới thiệu. Nhưng mà không đâu. Ở cái tuổi này thì người con gái luôn luôn toát lên một cái thần thái kiêu sa rất là đặc biệt. Và Ngô Thảo cũng không thoát khỏi chuyện đó. Cái chuyện mà bị người ta đánh giá như vậy á, nhưng đôi khi bên trong mình lại không như vậy, đúng không Ngô Thảo? Vậy thì hôm nay đến tòa án tình yêu, chúng ta hãy cùng nhau chứng minh rằng tất cả những gì mọi người nhìn của em nó không đúng là như vậy. Và bên kia một người cũng thường xuyên đánh giá bạn là như vậy, đúng không? Chắc có thể là vậy. Thế bên kia có vẻ hiền hiền mà kiểu nhát nhát á. Cho nên là thường á, ta nói là cô Tắm thì sẽ được binh hơn, nhưng không biết cô Tắm bên kia có thật sự hiền hay không thì để Hạ Hồi phân giải. Xin cảm ơn phần trả bài của luật sư tình yêu Lưu Dương. Cảm ơn nhiều. Xin mời luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung. Tôi, Trịnh Tú Trung, luật sư tình yêu của thân chủ Huy Dương. Chắc tôi không cần phải nói nhiều thì mọi người cũng thấy Huy Dương đẹp trai hơn Lưu Dương rất nhiều. Và một khi người ta đẹp trai hơn á, sẽ dễ nảy sinh cái sự đố kỵ lắm mọi người ạ. Bỏ qua luật sư Lưu Dương đi, chúng ta tập trung vào Ngô Thảo. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy kia là một cô gái sắc sảo rồi, còn chàng trai của tôi, một chàng trai mắt một mí hay cười, chỉ biết cười mà thôi. Một người hiền lành như thế thì sao có thể sai được trong cuộc tình này. Nếu có sai á, chắc chắn sẽ là cô gái ấy, Ngô Thảo, và luật sư tình yêu của cô ấy, Lưu Dương. Còn chúng tôi á, không cần phải bàn cãi thêm. Chúng tôi là những người đúng. Thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình, hai luật sư tình yêu đã như nước với lửa. Giữa một cô nàng động đảnh và một chàng trai dứt khoát chia tay rất nhiều người yêu cũ, ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong Tòa án tình yêu. Hân hạnh chào đón quý vị đang đến với vòng đầu tiên của Tòa án tình yêu. Thưa quý vị, tòa án tình yêu là một không gian ngập tràn cảm xúc tình yêu đôi lứa, nhưng rất tiếc là những trái tim tan vỡ. Đây là một chiếc cầu nối, cũng là một cơ hội để người trong cuộc có thể đối chất với nhau, chia sẻ cho nhau nỗi lòng, cũng như nói cho nhau nghe những khúc mắc mà mình để trong lòng, cũng như giải quyết những lý do dẫn đến cuộc tình tan vỡ. Và rõ ràng đồng hành với các đương sự trong phiên tòa tình yêu này luôn luôn là những luật sư tình yêu hết sức dày dặn kinh nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và luật sư tình yêu Lưu Dương vẫn còn cô đơn một mình là các bạn đã hiểu rồi. Họ rất dày dặn trong tình trường, kinh nghiệm chia tay người yêu cũ để giúp cho họ giữ vững danh hiệu độc thân đắt giá. Vậy thì để xem ngày hôm nay, hai luật sư tình yêu sẽ cùng với hai đương sự kể lại câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ như thế nào. Qua đó chắc chắn chúng ta sẽ biết được một thông tin, lý do vì sao cuộc tình đẹp này lại tan vỡ.
Vậy thì hai luật sư tình yêu hãy sẵn sàng. Đầu tiên, hãy cùng hướng mắt về vị trí của Ngô Thảo để xem cô ấy cùng luật sư tình yêu Lưu Dương sẽ chia sẻ điều gì. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Rồi, Ngô Thảo, bây giờ em hãy kể về cái hành trình mà hai người mở lời và nói với nhau cái lời yêu đương đầu tiên, cái quan cảnh nó như thế nào. Xin chào tất cả mọi người, tên em là Ngô Thảo. Em với bạn đã gặp nhau vào cái lúc mà một buổi cà phê tụ họp lại, mọi người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó là hai đứa em không quen gì nhau cả. Thì sau khi mà đi cà phê đó về thì tự nhiên Dương để ý em. Rồi sau đó, sau những cái lần mà đi cà phê tiếp như vậy thì Dương càng ngày càng tiếp cận em nhiều hơn. Xong rồi bắt đầu là thành đi chơi riêng. Rồi sau đó bạn về bạn nhắn tin càng ngày dần dài càng nhiều. Tới tối cũng nhắn, rồi tỏ tình trên tin nhắn luôn. Thế là em cũng đồng ý, thế là quen nhau. À, là đùng một cái là các bạn nhắn tin cho em. Dạ. Đi cà phê xong về rồi ai là người nhắn với ai biết trước? Dạ, Dương tìm hiểu. Dương tìm Facebook của em và nhắn cho em trước đúng không? Khoan, cho anh hỏi chút. Tức là khi mà tụi em đi uống cà phê về với nhau, bạn trên đường về bị nổ lốp xe hả? Có không? Có nổ lốp xe không? Dạ không. Tại anh nghe đi về cái xong uống cà phê về cái đùng các bạn nhắn tin cho em, anh tưởng bể lốp xe. Là không có bể lốp xe đúng không? Ồ, anh hiểu rồi. Em kể tiếp đi. Vậy thì cái khoảng thời gian mà hai bạn cảm thấy là mình hạnh phúc nhất là khoảng thời gian yêu nhau được bao nhiêu lâu? Rồi hai bạn đã trải qua những gì? Sau khi trải qua đó thì chuyện gì dẫn đến cái sự tan vỡ giữa hai bạn? Để mà nói tới cái thời gian hạnh phúc nhất thì em nghĩ là chắc là khoảng thời gian mới yêu. Mới yêu thì lúc đó cả hai còn đang rảnh rỗi, là hay chở nhau đi chơi rồi gọi điện call video sáng tối. Sau đó là cũng bạn cũng tặng quà này kia cho em, thì lúc đó còn ngọt ngào. Vậy món quà đầu tiên mà bạn tặng cho em là gì? Bạn tặng cho em một con gấu bông gấp được trong siêu thị. Ở giữa cái tuổi đôi mươi này thì hai bạn có một cái tình cảm vô cùng là đẹp mà không quan tâm tới tiền bạc. Lúc này là chỉ có trái tim sắp lại gần nhau mà thôi. Yêu nhau thì đẹp như vậy đó, rồi sau đó là hai bạn bắt đầu tan vỡ và bắt đầu nức từ khi nào? Tánh của em thì em sẽ hay giận dỗi và bỗng một ngày rồi bạn không còn dỗ em nữa. Bắt đầu bạn bận nhiều hơn, rồi thời gian gặp nhau, thời gian nhắn tin nó cũng ít đi, nó khác so với hồi đầu lắm. Thế là sau đó đỉnh điểm là em nói chia tay, bạn cũng chẳng níu lại hay là cho một lời giải thích nào cả luôn. Thế là tụi em dừng lúc đó. Tức là một cuộc tình nó diễn ra hơi chóng vắng và nó không có quá nhiều xung đột trong cuộc tình này. Cho nên để nói là ai đúng ai sai trong cuộc tình này thì tạm thời bây giờ cũng chưa nói được. Chúng ta cần phải nghe bên kia coi có những gì có thể đắp vào những cái thiếu sót bên này đang nói hay không. Tôi xin ghi nhận tích tắc lời khai của Ngô Thảo. Các bạn chỉ tới đó thôi phải không? Đúng vậy. Vậy là mâu thuẫn lý do từ phía Ngô Thảo đơn giản chỉ là bạn từng giận dỗi và được dỗ dành, nhưng sau này bạn giận dỗi không còn dỗ dành như dĩ vãng nữa, cho nên là bạn cảm thấy khó chịu và chia tay cuộc tình này. Wow, bây giờ chúng ta nghe góc nhìn từ phía Huy Dương để xem câu chuyện có thật sự là như vậy hay không, có thật sự là chỉ đơn giản sau này chán rồi không thèm dỗ dành nữa mà dẫn đến chia tay hay không. Thời gian tích tắc lời khai dành cho Huy Dương và luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung bắt đầu. Tới lượt mình rồi, bây giờ mình được thoải mái nói ra tất cả những cái suy nghĩ mà trước đây khi hai người chia tay em chưa kịp nói. Như bạn nói là lúc chia tay là một không khí im lặng bao trùm, rồi từ từ mọi người tách nhau ra một cách chóng vánh. Thì bây giờ anh muốn mọi người nói lại, em nói lại cho anh nghe xem nào, là vì sao hai người chia tay? Thực ra cái lý do mà tụi em không có tiếp tục quen nhau nữa là một phần là khi đó em bắt đầu có công chuyện của mình thì thiệt sự mình cũng không có thời gian để mà mình quan tâm, mình chăm sóc cho bạn nữa. Rồi một phần nữa là khi mà em bắt đầu đi làm thêm nè, bắt đầu kiếm thêm nhiều cái công việc á, thì em cũng không có quá nhiều thời gian và em về rất là trễ. Khi mà mình về trễ như vậy nè, mà bạn á thì lại có những cái
giọng nhõng nhẽo á. Em biết là con gái nhõng nhẽo thì cũng là đúng, người ta cũng chỉ muốn mình quan tâm. Anh hiểu được cảm giác của em là khi mà đi đêm về mình rất là mệt, nhưng mà mình còn phải dỗ thêm một bạn này nữa thì nó là một cái combo gọi là cay đắng của em luôn đó anh. Đúng rồi. Tức là đi làm đêm về mà còn phải dỗ một con gái này đối với em rất là cực. Còn nếu mình dỗ một người con trai thì sao? Thôi cái gì kì gì? Ông ý là bạn gái dỗ bạn trai á. Đúng như tình yêu Trịnh Tú Trung thân mến, bạn đừng đưa ra những thông tin ngoài phiên tòa. Dạ ý em là nếu như bạn gái dỗ ngược lại bạn trai thì sao á? Thì có mệt không? Ý em là như vậy thì bạn phải hiểu cho người ta nữa chứ. Tức là mình cứ nghĩ là mình dỗ người ta thì mình mệt, nhiều khi người ta cũng dỗ mình người ta cũng sẽ mệt. Nên là hai người cứ người này mệt người kia thì nó không có ổn đâu. Nếu mà nói mà đi làm về mệt xong rồi không muốn nhắn tin nữa thì không đúng. Tại sao bây giờ dù anh có quay về mấy giờ thì vẫn có người ngồi đợi và trả lời tin nhắn của anh. Nếu mà không trả lời là ngày mai lớn chuyện đó. Nên là thật ra là mình phải dành thời gian cho nhau. Người ta nói là tuổi trẻ không có gì ngoài thời gian, mà các bạn lại nói là các bạn không có thời gian dành cho nhau thì thật sự anh không hiểu lắm. Nó phải xuất phát từ một vấn đề gì đó, phải có một sự bất mãn gì đó để khiến chúng ta cảm thấy không còn hào hứng với nhau nữa. Chứ nếu như thật sự vẫn còn những thứ để tìm hiểu, những thứ để hấp dẫn và lôi cuốn mình thì mình không bao giờ cảm thấy mệt và chán đâu. Đối với em nha, ngoài cái chuyện mà bạn có cái tính nhõng nhẽo mè nheo đó ra thì bạn là một người khá là vô tư và nhiều khi cái câu nói của bạn nó thẳng thắn. Nhưng mà nó thẳng thắn tới cái mức mà làm cho người khác phải cảm giác nó đau lòng luôn á. Ví dụ đi em. Ví dụ đi, mình mới mua cái áo, mình xí xa xí xọ, mình quá trời vui vẻ rồi mình mới có cái áo mới. Rồi mình cũng chụp qua mình khoe bạn là ok em thấy cái áo này hôm nay anh mặc làm sao, xấu quá. Ủa thì đúng rồi. Đúng. Cái áo mặc xấu thì phải nói xấu để mình thay đổi. Thứ nhất là mình thay đổi vì cái gu thời trang thẩm mỹ. Thứ hai là mình thay đổi dù cái áo này xấu mình đi đổi cái áo mới đẹp hơn. Đúng thì vậy. Tại vì rõ ràng bạn đang hỏi bạn ấy là em thấy làm sao, chứ em không có hỏi là cháu anh mặc đẹp đúng không. Ví dụ vậy, nếu mà bạn đó nói là đẹp một đúng trong không? Kinh nghiệm đó, thẩm phán chỉ bảo có kinh nghiệm là phải đưa cho người ta trong cái thế là chứ được tròn một trong hai thôi. Đúng em rồi. Hỏi là em ơi, em thấy cái áo anh mặc đẹp nhiều hay đẹp ít? Là nó vào câu chuyện rồi đúng không? Thí dụ nó là một lần đi thì nó còn là một cái gì đó mình coi như là góp ý, nhưng mà lần nào em để ý lần nào đa số rất là nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng là xấu quá không hợp đâu, dục đi trời ơi. Đâu rồi trong tất cả những cái lần mà bạn vô tư trả lời em như vậy, vô tư đáp lại như vậy thì câu nào làm em cảm thấy sát thương nhất và trở thành vết thương lòng mãi mãi em không bao giờ quên? Có một cái câu nói mà cái lúc đó em về nhà Thảo, lúc đó có mẹ của Thảo ở nhà. Em biết được là có mẹ thì mình mới mua một cái ly trà sữa nhỏ nhỏ xinh xinh để mình tặng cho mẹ. Thì tặng cho mẹ Thảo và Thảo luôn. Thì lúc đó thì mình cũng giỡn tại vì bác biết là hai đứa đang quen nhau thì bác cũng nói là trời chào con, thì con em cũng giỡn lại với bác là dạ chào mẹ. Đó thì Thảo mới kêu chắc gì tôi đòi cưới mấy người kêu mẹ. Ủa câu đó thì sao ta, dễ thương mà. Dễ thương muốn chết luôn á, xỉu luôn. Thấy bình thường mà ta. Cái câu đó giống như là ai cho làm chồng của tôi nào cái đâu. Cái kiểu đúng điệu kiểu vậy. Đúng rồi, cái câu đó rất là dễ thương. Trong sao? Cái sự tiếp nhận của em có vấn đề không Dương? Thật ra là trong trường hợp của em nó không hề dễ thương tí nào hết. Ủa vậy hả? Dạ. Cái câu gì cụ thể như thế nào mà em cảm thấy em không câu nói không dễ thương vậy? Tại vì chắc là do một phần là do cái cảm xúc của em lúc đó thì em cũng không rõ, nhưng mà cái thái độ cũng như cái cách nói, cái cách nhấn chữ và nhả chữ của bạn. Trời đất ơi, mình có thể nghe Ngô Thảo nói là câu đó một lần. Em nhấn lại cái chỗ đó anh xem nào. Nè Thảo à, nhấn chữ và nhả chữ đúng như anh ấy mong chờ xem nào. Lúc đó em nói là... Đâu bây giờ Trịnh Tú Trung là mẹ nè. Đâu đưa ly trà sữa cho mẹ coi, rồi nói coi. Dạ, chào Hoàng, chào mẹ. Chào con. Gì vậy? Chắc gì cưới đâu mà xưng mẹ trời. Vậy hả? Lưu Dương, dễ thương không? Thấy ghét quá, thấy ghét. Không, là Lưu Dương vẫn thấy ghét à? Em cũng thấy ghét nữa. Vậy hả? Ủa ta, chắc là anh nhận điều này nhiều quá cho nên cảm thấy rất là bình thường. Tại vì bản thân lúc này em nên nhớ em đang có mặt với mẹ của người ta, chứ không phải không trước mặt mẹ người ta. Ta nũng nịu nhõng nhẽo chút xíu đối với anh là bình thường.
đối với anh thôi nha. Còn với các bạn, nếu các bạn thấy ghét, ừ thì thấy ghét, ừ. Thật ra là đối với thẩm phán thì thẩm phán quen với cái chuyện mà mấy cái bạn trẻ trẻ nhỏ nhỏ nhõng nhẽo với thẩm phán rồi. Thật ra mặc dù độ tuổi của tôi các bạn có thể gọi bằng chú, nhưng tôi sống rất là trẻ tuổi trong tình yêu, tôi như một đứa trẻ. Dương ơi, anh có một cái điểm cần làm rõ là tại sao em đi đến nhà của ba mẹ để gặp ba mẹ của bạn mà em chỉ mua đúng một ly trà sữa thôi vậy? Em chỉ biết thông tin là chỉ có mẹ bạn ở nhà thôi. Rồi, bạn, bạn trà sữa của bạn đâu? Dạ có luôn, em mua 2 ly mà. 2 ly hả? Ờ. Tức là chỉ kể cái ly trà sữa của mẹ thôi. Đó là câu chuyện. Lúc bạn ấy nói như vậy thì mẹ phản ứng như thế nào? Mẹ cũng như anh chị Tú Chung thôi, mẹ chị Tú Chung cũng nói chào con vui vẻ bình thường. Đúng, một người phụ nữ lớn tuổi và trải nghiệm, người ta nhìn chàng trai một cách rất là bao dung như con của mình vậy đó. Còn bạn gái kia thì có vẻ hơi khó tính một chút, hay là hơi động đảnh một chút thì rõ ràng. Đúng rồi. Ở trong cái tình trạng đó, bạn trai họ sẽ cảm thấy tủi thân khi em nói con đó như kiểu là tôi đây không xứng với em. Trong khi có phụ huynh ở đó thì phải có một chút mũi lòng. Nhưng mà nếu mà khi vì cô nói đó mà để chia tay thì không hẳn. Tức là có bao giờ bạn nói về cái tài năng của em, tương lai của em hay là cái tiền đồ của em không? Ví dụ như bạn khẳng định là ôi anh làm gì, kiểu anh không bao giờ nổi tiếng được đâu. Ví dụ vậy đó, những lời nói mang tính chất sát thương lớn hơn để cho em phải ghi nhớ cả đời á. Có không? Có không? Thiệt ra là không có cái câu mà có sát thương lớn hơn. Nhưng mà cái chỉ cái câu đó thôi ngay trước mặt mẹ bác á, thì nó lại làm cho em mũi lòng ngay khúc đó. Vậy bạn Thảo gặp mẹ em chưa? Bạn Thảo hả? Em đã cũng đã có cái ý là ngỏ lời là bây giờ dẫn qua chỉ là chơi thôi chứ không có tiến xa hơn, nhưng mà bạn cũng lơ đi. Tức là bạn không muốn gặp mẹ em luôn? Dạ chưa. Vậy là rõ ràng cô gái này chưa có ý định xác định lâu dài với chàng trai của tôi rồi. Không phải đâu, nhiều khi như mọi người thấy là Thảo động đảnh như vậy thôi, chứ thật ra là mình là con gái mới lớn mà, nhất là cái tuổi này mình cần phải giữ giá cho mình dữ lắm. Là con gái mà ở tuổi này là mình lúc nào cũng phải công dung ngôn hạnh, mình không có được lúc nào cũng phải sổ sàng hết. Tại vì mình đã có bao nhiêu người đàn ông qua đời của mình đâu, chưa có từng quen một ai cả. Thì đây chính là cái lúc bạn có giá nhất trong cuộc đời, và bạn được quyền thể hiện cái giá trị của bản thân của bạn qua những cái điều đó. Mọi người cứ nhấn đi nhấn lại cái chuyện Ngô Thảo là một người rất là trẻ tuổi. Xin thưa là chàng trai của tôi cũng chỉ hơn có một tuổi thôi ạ. Nhưng mà anh ấy cũng trong tuổi trẻ của anh ấy. Cái sự khác biệt giữa nam và nữ nó khác nhau. Có thể là như chúng ta hồi cấp 3 đi, chúng ta có thể đàn ông trai thì cô gái, đúng không? Nhưng mà con gái là đâu thể nào làm như vậy được, đúng không? Con gái mà cho dù bây giờ có thích một trai đi chăng nữa cũng đâu có thể nào là anh ơi, thích anh dữ lắm anh ơi. Không có thể nào như vậy được. Mình phải giữ giá trị của bản thân một người con gái mới lớn, anh hiểu không? Hồi đó bạn hay múc chuột như vậy lắm hả? Hả? Hồi đó đi học bạn hay múc chuột như vậy lắm hả? Anh nghĩ với cái cách múc chuột của em lại biết múc chuột không? Vâng, xin cảm ơn hai luật sư tình yêu. Cảm ơn hai bạn. Tôi xin ghi nhận tích tắc lời khai của Huy Dương. Thưa quý vị, rõ ràng trong câu chuyện tình này là một câu chuyện tình gà bông. Tôi chắc chắn rằng quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ, nếu chúng ta trải qua những giai đoạn tình thơ, chúng ta yêu nhau, có những mối tình trẻ tuổi như vậy, thì nghe rất nhiều cái câu chuyện mà lần đầu tiên bạn gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình, chắc chắn sẽ nghe cái câu nói của Ngô Thảo đây. Có cưới nhau đâu mà như vậy, có cưới được người ta đâu, người ta có chịu bao giờ đâu. Nhưng mà rõ ràng là cái không gian diễn ra là đang ở nhà của bạn gái và có mặt mẹ bạn gái. Ngô Thảo chưa bao giờ nói câu đó trước mặt bạn bè đồng trang lứa để phải tạo một cảm giác khó chịu cho chàng trai này. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng cảm xúc của chàng trai này. Anh ấy có quyền cảm thấy khó chịu. Trong cuộc tình này, một người giỡn và một người ghim, cho nên đã không còn cảm thấy phù hợp với nhau nữa. Tại sao lúc đầu lại dỗ dành, lại chấp nhận sự mè nheo của cô ấy, nhưng giờ đây cô ấy mè nheo ngay trước mặt mẹ của cô ấy và cả bạn, thì bạn ấy lại khó chịu? Câu hỏi tôi đặt ngược lại, quý vị khán giả sẽ nghĩ ai mới là người đúng? Chúng ta cùng đến ngay với hàng ghế khán giả. Thưa quý vị, đây là khán giả tại trường quay. Tôi cho rằng đây chính là những thẩm phán công tâm nhất. Vậy để xem các bạn có quan điểm như thế nào. Dạ ai ạ? Dạ mời bạn Dương và Thảo, ai mới là người đúng theo bạn? Dạ em nghĩ bạn Thảo là người đúng. Tại vì bạn Thảo còn khá là trẻ, nên là cái cách sử dụng lời nói với ngôn từ nó sẽ theo thiên hướng là hơi
giỡn một xíu mà bạn nam lại coi đó là một điều khá là nặng lời. Với lại em thấy luật sư cũng nói là bạn Thảo chưa nghĩ đến cái việc tương lai, tại vì bạn Thảo còn quá là trẻ. Đúng rồi. Nên là bạn Thảo cũng sẽ nghĩ là từ từ rồi mình sẽ tính đến chuyện xa hơn. Với lại bạn Thảo cũng đã cho bạn Nam về nhà gặp mẹ của mình rồi. Đúng rồi. Bạn Thảo cũng đã tôn trọng bạn Nam rất nhiều. Chính xác. Mè nheo một chút xíu, mình giỡn thôi mà người ta để bụng, phải không? Cảm ơn bạn. Tôi muốn nghe một quan điểm khác. Ở đâu ạ? Một ý kiến nè, ai ạ? Có ai nữa không ạ? Dạ đây ạ. Đưa micro giùm tôi. Theo bạn Thảo và Dương, ai là người đúng? Dạ, sau khi nghe câu chuyện của hai bạn á, thì quan điểm của em thiên về bạn Huy Dương nhiều hơn. Tại sao ạ? Không qua câu chuyện á, em thấy bạn đó rất là nghiêm túc, rất là nghiêm luôn. Nhưng mà khi gặp các bạn đó, bạn nữ bên kia thì bạn hơi mè nheo, hơi quá. Lúc lúc còn nói ra những cái câu từ mà có thể nói là hơi chạm tới cái sự tự ái của bạn Nam, bạn Huy Dương. Và bản thân em khi đặt mình trong cái hoàn cảnh đó thì em cũng thấy khó chịu đó chứ. Mình cứ ngỡ rằng người yêu của mình sẽ khen mình khi đúng mình rồi. Hỏi đúng không? Đúng rồi ạ. Không ngờ toàn chê. Đúng rồi. Mà bây giờ chê trước mặt mẹ luôn. Đúng rồi. Mất cái phẩm giá của mình. Mất cái phẩm giá đàn ông. Đúng rồi. Không? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn dạ, bạn. Đúng rồi. Thưa quý vị, khán giả có mặt tại trường quay cũng chia làm hai phe. Rõ ràng tình yêu của các bạn đang là một tình yêu vô cùng trong sáng, nhưng chính vì sự trong sáng và chưa trải đời đó đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Ở góc độ chàng trai, mỗi lần chụp hình đẹp gửi qua, hỏi chiếc áo này có đẹp không, em thấy như thế nào, thì toàn nhận được lời chê. Còn cô gái thì sao? Thoải mái thôi, mình mè nheo quen rồi, cho nên sẵn mè nheo trước mặt mẹ luôn. Đó chính là không có chịu đâu, ai cưới đâu mà kêu mẹ. Thế là có người giận. Vậy thì ai đúng, ai sai? Tiếp tục cùng đến với vòng tiếp theo để tìm lời giải cùng với tòa án tình yêu mang tên Những Lời Buộc Tội. Chào đón quý vị đang đến với vòng 2 của tòa án tình yêu mang tên Những Lời Buộc Tội. Hai bạn trẻ thân mến, ở phần đầu tiên lời buộc tội, cả hai bạn sẽ có tổng cộng 6 sự thật mất lòng, chia đều cho mỗi bên, một bên 3 lời buộc tội dành cho nhau. Điều thú vị ở vòng này đó chính là khi một đối phương buộc tội, mình nhận tội thì mình lại được 1 điểm. Còn nếu mình không nhận tội thì không có điểm nào cả. Cho nên các bạn hết sức chú ý để có thể mang về, nếu muốn gọi nhân chứng thì phải có nhiều điểm. Và đặc biệt, có nhiều điểm đồng nghĩa với việc nhận nhiều tội. Thì đôi khi cảm xúc mà khán giả dành cho mình để mình là người đúng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, đây là lối tư duy ngược để chúng ta đưa ra những lời thú tội hay là không thú tội thật sự xác đáng. Vậy thì, nhân chứng của hai đương sự là ai? Mời chúng ta cùng làm quen. Thưa quý vị, ở vị trí nhân chứng cho Ngô Thảo, không ai khác thật vinh dự chương trình. Chúng ta cùng chào đón mẹ Kiều Diễm. Và thưa quý vị, nhân chứng của Huy Dương hết sức đặc biệt. Chúng ta cùng chào đón mẹ Thiên Hương. Và thưa quý vị, thật vinh dự cho tòa án tình yêu khi chúng tôi chào đón nhân chứng là những người mẹ của hai bạn trẻ. Hy vọng rằng để giành quyền mời nhân chứng, các bạn hết sức chú ý nha. Và giờ đây các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Mời Ngô Thảo đưa ra lời buộc tội đầu tiên. Xin mời. Anh Hơn thua với em tới đỏ mặt tía tai luôn mà cũng không chịu dừng lại nữa. Wow. Tôi đồng ý. Anh nhớ rất rõ luôn là có một lần em nói anh là anh trẻ con quá, anh lúc nào cũng hơn thua với em. Nhưng mà em 19 thì anh cũng hơn em có 1 tuổi thôi. Anh cũng biết là anh trẻ con, ai cũng trẻ con hết, cho nên là chúng ta phải tranh cãi thì mới trưởng thành được. Nhưng mà em là con gái mà, lần nào cãi nhau với anh á, anh cũng đỏ mặt tía tai lên, xong anh làm sùng sùng lên hết trơn luôn. Ủa vậy là anh có nhường nhịn em chưa? Quan trọng là cái khúc đó thiệt sự là em đã đúng hay là em đã sai, thì anh mới nói lại để cho em hiểu, chứ không phải là anh thật sự là muốn cãi nhau gì với em hết.
Nhưng mà nếu như mà anh cảm thấy em sai thì ít nhất là anh cũng phải ở đó, anh đợi em bình tĩnh lại, và nhất là anh cũng phải bình tĩnh lại. Đúng. Sau đó anh xin lỗi em trước, thì sau đó em cũng xin lỗi anh thôi. Nghĩa là ở đây cái câu chuyện khi có một mâu thuẫn xảy ra là mạnh ai nấy cãi phải không? Là bạn không có chịu xuống nước phải không? Trời ơi, mình lớn hơn một tuổi thiệt, mình còn trong độ tuổi bắt đầu mình trưởng thành thiệt, nhưng cũng là 19 đôi mươi hết rồi. Mình giành phần thắng về mình thì có cái gì đâu, phải không? Quan trọng là lúc này, đúng như Ngô Thảo nói, em lớn hơn cũng như em là đàn ông cần phải giữ bình tĩnh. Dạ. Hiểu không? Chứ nếu mà em còn cãi, em rống họng lên em cãi với người yêu mình thì đương nhiên là cô ta cảm thấy ít nhiều, dù cô ta sai cô ta cũng cảm thấy tổn thương, là tại vì anh này anh ham phần thắng về mình quá. Hiểu không Dương? Mình đàn ông mà, phải không? Ở khi ga lăng chút xíu với bạn gái hậu cũng sao. Rút kinh nghiệm, chả sao cả. Bây giờ, lời buộc tội đầu tiên của Huy Dương là gì? Em nói năng sổ sàng, làm tổn thương tới người khác. Không đồng ý. Sao anh nói em như vậy? Ngay lúc đầu tiên là anh cũng đã nói rồi. Khi mà anh có bất cứ một cái gì đó, anh cảm thấy rất là hứng thú, anh muốn chia sẻ với em. Giống như là, ok, anh có một cái áo mới đi, anh rất là thích nó. Và ngày hôm đó luôn, anh sẽ mặc cái áo đó để anh đi hẹn hò với em luôn. Nhưng mà khi mà anh gửi hình qua cho em á, em nhớ em nói gì không? Em nói cái áo xấu quá, nó làm anh bị mất đi cái mood, cái tâm trạng hết trơn, thì anh cũng không còn gì để nói hết. Em nói cái áo xấu quá thì sau đó miễn là anh bình thường với em sẽ mua một cái áo mới đẹp hơn cho anh bận mà, có gì đâu. Thì anh cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng mà không chỉ có một lần như vậy, rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần mà anh có cái gì đó anh chia sẻ với em á, thì em cũng sổ sàng và em không có tôn trọng cái cảm xúc của anh. Cho tôi hỏi Huy Dương nha, bà có nghe câu sự thật mất lòng chưa? Thiệt ra là em cũng đã nghe cái câu sự thật mất lòng rồi. Nhưng mà ở trong... Bạn muốn nghe câu giả dối hay muốn câu sự thật? Em nghĩ là câu giả dối hay là câu sự thật thì nó cũng nên nói ra trong một cái khoảng thời gian thích hợp. Tại vì bạn có thể lựa một cái lời khác nói nó rất là... Nó có thể là đỡ đau lòng hơn. Như là ok, anh có thể là mặc cái áo này nó không có hợp đâu hay là sao đó. Nhưng mà bạn lại nói rất là thẳng thắn, rất là sổ sàng luôn. Cái áo này xấu quá. Bạn cần những lời mật ngọt hơn, đỡ tổn thương hơn phải không? Nếu mà chê thẳng cái áo xấu quá mà cái áo đó là do bạn mua thì bạn cảm thấy tổn thương. Dạ, chắc là như vậy. Tại vì ngoài ra em cũng thấy được là cái thái độ của bạn không có phải chỉ là nói góp ý đâu. Nhưng mà nhiều khi cái cảm xúc với lại cái thái độ của bạn mà em cảm nhận được là giống như là bạn nói để cho vui, bạn nói cho thỏa cái lòng của bạn thôi. Đó là cảm nhận của bạn phải không? Dạ. Tôi muốn nói cho hai bạn trẻ nghe câu chuyện này. Đây là cái câu chuyện nó xảy ra trong đúng cái cuộc sống của tôi. Nhưng mà khi tôi đã yêu đậm sâu rồi, thì người yêu tôi hỏi cái gì tôi cũng thẳng thắn hết á. Tại vì chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã quá hiểu nhau để hỏi về cái thẩm mỹ của nhau. Thậm chí tôi nói với người yêu tôi á, sinh nhật của anh em đừng mua gì hết nha, tại vì em mua đồ xấu quá. Tôi nói thẳng như vậy mà người yêu tôi không có buồn. Thật sự người yêu tôi sau này không có buồn nữa. Tại vì bạn ấy biết cái thẩm mỹ của bạn ấy á, với tôi yếu hơn tôi. Cho nên bạn ấy tôn trọng cái sự lựa chọn của tôi, mua một món đồ xấu về mà tặng cho tôi, không có xài nó uổng. Cho nên khi mà tình cảm gắn bó rồi á, chúng tôi nói chuyện với nhau thẳng thắn như vậy á. Cho nên khi tôi thấy bạn Thảo chia sẻ với bạn thì tôi cảm thấy giống tôi quá. Nhưng mà chúng tôi đang ở thái cực khác nhau, là đã đậm sâu, chứ không như hai bạn tình yêu mới chớm nở. Nhưng tôi hoàn toàn cũng tôn trọng cái cảm xúc của bạn Thảo thân mến. Rõ ràng là em có thể chọn một cách nói khác đi. À, chiếc áo này thì cũng được đó, nhưng em hứa sẽ mua cho anh một chiếc áo đẹp hơn, hợp với anh hơn. Có vẻ nó dễ nghe hơn phải không Thảo? Nếu nói như vậy thì đâu có bất kỳ một cái cuộc cãi nhau nào xuất hiện đâu. Thì đúng rồi, tại vì mình dễ tổn thương quá mà phải không Huy Dương? Không sao, mời Thảo đưa ra lời buộc tội tiếp theo. Em giận mà anh còn chẳng thèm dỗ dành gì. Đồng ý. Anh đồng ý. Tại vì không phải là em giận mà anh không dỗ dành, mà là em giận rất rất là nhiều lần, chứ không phải là một lần. Và nếu như mà những cái lúc mà em giận dỗi anh đi, lý do chính đáng, anh hoàn toàn có thể là xin lỗi em 1000 lần, 100 lần anh cũng xin lỗi được.
Nhưng mà em giận anh với những cái lý do nó hết sức là vô cớ, nó rất là nhỏ nhắn, nó rất là nhỏ xíu luôn á. Nhưng mà em vẫn lấy cái chuyện đó ra, em xé ra to lên. Đó là cái lý do mà anh cảm thấy khó chịu. Với lại em chắc em cũng biết là khi đó anh bắt đầu phải làm việc nhiều hơn. Cái chuyện mà em giận dỗi nó diễn ra nhiều lần trong ngày. Anh không có quá nhiều thời gian để mà anh phải xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em được. Giận hoài, người ta dỗ dành hoài cũng mệt chứ. Ta còn đi làm chứ ở không nhà đâu, phải không? Giận có lý lẽ nó khác, còn giận mà để mè nheo nhõng nhẽo thì phải đợi lúc rảnh thì mới dỗ dành được. Cho tôi hỏi Ngô Thảo, những lúc giận của bạn Huy Dương đã từng dỗ dành chưa? Dạ rồi. Cái mình được nước làm tới phải không? Thì mình nghĩ là giận dỗ dành rồi, cái cảm giác được dỗ dành sướng lắm chứ bộ, phải không? Nó rất là thú vị trong tình yêu. Cho nên đôi khi mình lạm dụng quá thì đôi khi làm áp lực cho chàng trai, còn phải làm ăn hay là còn phải đi học, đi làm rồi phát triển bản thân nữa. Cho nên vừa đủ thôi, tiết chế là chút xíu, chả sao cả. Ha. Mời Huy Dương lời buộc tội của bạn. Trong một ngày em có thể giận lên tới 100.000 lần. Đồng ý luôn, rõ ràng. Thì đâu có gì để kiếm cớ nói chuyện với anh đâu. Kiếm cớ nói chuyện. Thấy chưa, tôi biết ngay cái vấn đề này mà. Sao Huy Dương nhỉ? Tự nhiên khi mà nghe bạn chia sẻ vậy thì mình cũng cảm giác như hình như mình trách lầm cô gái này rồi. Hình như cũng hơi dễ thương nhỉ. Hình như cũng hơi dễ thương. Đúng không? Tại vì em lại không nghĩ là bạn lại sử dụng cái cách này để mà kiếm cớ để mà mình nói chuyện với nhau. Cho nên là thành thử ra là khi mà bây giờ mới biết nghe được cái lý do thiệt thì cũng hơi cảm thấy có lỗi chút xíu. Tại vì sao? Tại mỗi lần kiếm cớ mà giận á, được ăn ủi mà, được dỗ dành, được nhõng nhẽo, người ta khoái, cho nên là ta bằng mọi giá phải nảy sinh ra nhiều cái vấn đề để mà có cớ nói chuyện với nhau. Chắc chắn là có lý do diễn tiến câu chuyện đó. Nhưng mà cũng quay trở lại câu nói cũ của anh Hiếu, nếu mà cái gì nhiều quá thì nó đôi khi nó quá tải trong một số hoàn cảnh nhất định, như lúc đi làm, lúc bạn đang có vấn đề riêng cần giải quyết. Hiểu không Thảo? Thật ra là mình có thể chọn cái cách yêu, mình biết cái lợi thế của mình là mình nhõng nhẽo rồi anh sẽ xuống nước. Nhưng mà cái gì cũng có chừng mực. Dạ. Lời buộc tội cuối cùng của Ngô Thảo, xin mời. Anh á, không có biết ghen tu gì hết, không biết anh có yêu em thiệt không nữa. Em đi giỡn với bạn trai khác, anh cũng không quan tâm tới em gì. Chắc gõ cái búa vô đầu. Thiệt. Thú nhận. Đồng ý. Nhưng mà em cảm thấy giống như ghen là đang tự hạ thấp giá trị của mình xuống. Cho nên là em rất hạn chế việc ghen lại. Nhưng mà nhiều khi cái này lại làm cho cảm xúc của bạn cảm giác như bạn bị mình bị vô tâm. Nhưng mà anh nghĩ thiệt sự là cái việc mà mình ghen nhiều quá nó cũng làm cho đối phương cảm thấy mệt mỏi. Vì thế cho nên là anh cũng hạn chế cái việc ghen hết mức có thể để cho em đỡ mệt mỏi thôi. Dương biết không, trong tình yêu á, một trong những gia vị của tình yêu là ghen. Có một chút xíu ghen nó mới là gia vị của tình yêu. Còn không ghen đôi khi một số người cho là không yêu mới không ghen. Thật sự vậy. Thảo đang tăng dần cái cường độ bên cạnh việc là kiếm chuyện để cãi nhau để có cớ nói chuyện. Tiếp theo đã kiếm chuyện cãi nhau rồi mà không dành thời gian nói chuyện nữa thì bắt đầu giở trò. Giở trò này bắt đầu giả vờ tạo hiện trường giả với một bạn trai nào đó ha, để coi thử ổng có đếm xỉa gì tới mình không. Cấp độ nó tăng tiến dần lên đấy, là tại vì muốn gây sự chú ý và đánh động ở bạn trai của mình để xem anh ấy đứng lên giành lại tình yêu của anh ấy như thế nào, thì cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà rất tiếc là em không làm điều đó. Dương có thấy ở rất nhiều lời buộc tội của Dương đưa ra nó có một cái vấn đề. Đến việc cả Dương khoe một cái áo Dương mặc, thì cái ý Dương mong muốn nhận lại là phải khen cái áo đó đẹp. Đến việc bạn gái của mình đang tạo một cái sự cố giả để ghen, Dương cũng cho rằng là ghen thì nó không có cái gì tốt đẹp, thậm chí nó hạ thấp cái giá trị của mình. Toàn là Dương nghĩ mà cái gì không đúng theo suy nghĩ của Dương thì Dương lại bắt đầu cảm nhận rằng là bạn gái của mình làm phiền quá hay giận dỗi quá, mà Dương chưa từng đặt mình vào vị trí của Thảo cả. Hơi tiếc thôi nha. Bây giờ mời lời buộc tội cuối cùng của Dương, đó là gì? Em liên tục nói cái lời chia tay.
Đồng ý. Cái đó là cái để em test anh đó. Để biết là rốt cuộc là anh có còn yêu em hay không. Đối với anh nha, khi mà anh muốn quen một ai đó rồi á, thì anh thiệt sự là muốn gắn kết với người đó, đi lâu dài với người đó. Chứ không phải là cứ năm thở mười thì á, là mình cứ lôi cái chuyện chia tay ra mình nói. Cái câu mà tỏ tình với lại cái câu chia tay nó rất là thiêng liêng đối với anh. Tại vì anh không bao giờ mình có thể nói bừa, nói đại ra cái câu là tỏ tình, nói đại cái câu chia tay được. Cho nên là em nhiều khi em lại nói lời chia tay nhiều vậy, nó làm cho anh cảm giác mình bị mất cái tôn trọng. Nhưng mà yêu mà không nhắn tin, không tìm kiếm, ghen thì cũng không ghen. Thì bây giờ làm sao mà biết được có còn yêu hay không, thì cứ phải nói học quen làm gì nữa, chia tay luôn cho rồi. Chia tay không chịu, nhiều lần không chịu vậy rồi xong rồi, thấy chưa? Cũng như em nói thôi, chia tay rồi cũng chia tay đó thôi. Chính vì những cái lần mà em nói ra chia tay quá nhiều lần rồi, những cái lần mà em giận dỗi nhiều lần vô cớ, mà thật sự cái lúc đó anh đi làm về thì anh hơi mệt thiệt. Cho nên là ok, mình cái cảm xúc của mình lúc mệt thì anh không có control được nó, anh không có kiểm soát được nó. Cho nên là nhiều khi anh lại nói những cái lời mà làm cho em tổn thương. Nhưng mà cái việc chia tay nhiều lần đối với anh nó là anh không thích cái việc đó nó xảy ra. Vậy thì phải khẳng định trước khi mà em nói đúng. Chia tay đó quá nhiều lần, khẳng định là anh yêu em, anh giải thích được những cái chuyện mà anh im lặng như thế này này kia. Thì em sẽ không nói chia tay nữa, đằng này cứ giữ im lặng như vậy. Thật ra Dương hiểu không, ba lời buộc tội của Ngô Thảo dành cho em là cái sự tăng tiến, cái cấp độ nó tăng dần lên á. Khi bắt đầu dở trò với một chàng trai khác rồi, có ông có ghen không, ông vẫn không ghen luôn, thì bắt đầu chỉ còn biện pháp mạnh là thử chia tay coi cậu như thế nào. Anh phải học hỏi ở Dương, đó chính là bạn đưa ra những cụm từ rất hay, đó chính là đối với bạn lời tỏ tình và lời chia tay nó thiêng liêng. Bạn nói được nhưng cái quá trình bạn chứng minh điều đó lại khá nhợt nhạt. Nếu đối với bạn là thiêng liêng thì cái hành trình để giữ vững sự thiêng liêng đó phải mạnh mẽ hơn, phải quyết liệt hơn thì người con gái bạn mới an tâm. Đúng không? Còn bạn cứ bỏ lửng cô ấy để cô ấy tha hồ nói rất nhiều lời chia tay thì bạn cũng dần dà bạn coi những lời chia tay đó biết rồi khổ quá nói mãi thì bạn cũng im lặng luôn, thì liệu rằng nó có đủ thiêng liêng hay chưa? Phải không ạ? Mình khởi đầu bằng một sự trân trọng nhưng mình kết thúc bằng sự hời hợt thì tôi chỉ tiếc cho các bạn mà thôi. Vậy thì thưa quý vị, đến giờ phút này cả 6 sự thật mất lòng đã đưa ra, tôi cho rằng nó rất là quen thuộc trong cuộc sống của tình yêu của những người trẻ, nó không có gì xa lạ với chúng ta cả. Dĩ nhiên qua những chia sẻ này tôi tin rằng các bạn đã hiểu nhau nhiều hơn. Vậy thì số điểm hiện tại người có nhiều điểm hơn là Huy Dương, chúc mừng. Và thưa quý vị, như vậy với việc giành nhiều điểm hơn nghĩa là thú tội nhiều hơn của Huy Dương thì bạn ấy đã chính thức có quyền mời nhân chứng là mẹ của Huy Dương, cô Thiên Hương, xin mời. Trời ơi, xịn quá. Chào đón cô đến với ngoại hạng tình yêu. Dễ thương quá. Rất là hân hạnh chào đón cô đến đây để dành thời gian mình quan tâm đến đôi trẻ. Dạ. Phải không ạ? Thật sự mà nói với vóc dáng của hai em đứng gần nhau dễ thương quá. Dạ. Chắc là cô cũng biết cái câu chuyện tình cảm này. Mặc dù cô chưa từng được Dương dẫn Thảo về nhà ra mắt, phải không ạ? Dạ. Dạ, vậy thì dạ, nãy giờ khi nghe câu chuyện thì bây giờ cô sẽ là người đưa ra một lời khai hay là một vật chứng hay là một thông tin gì đó để mang lại lợi thế cho con trai mình. Cô sẽ muốn nói gì? Dạ mời cô ạ. Dạ, thưa thẩm phán, tôi là Thiên Hương, mẹ của Huy Dương. Thì trong thời gian con tôi lớn lên, nghe nói là có quen với một bạn nữ. Thì trong thời gian quen đó thì con trai tôi về nhà cũng nhiều lúc tôi thấy cũng tính tình đồ thất thường, nhiều lúc buồn bật không nói. Rồi hỏi sao buồn thì nói là buồn rồi bạn gái cứ nhõng nhẽo hả, dặn miết một ngày cả trăm lần vậy đó. Thì hả, tôi thấy tôi cũng xót cho con trai tôi, tại vì cháu là con một của gia đình tôi, thì vợ chồng tôi cũng cưng lắm, ba mẹ cưng như cưng trứng, mà bây giờ thấy con của mình nó gặp một bạn gái như vậy thì cũng xót ruột.
thì cũng tối ngày cứ thấy nó buồn, anh nó thơ thẳng vậy đó, thì cũng tìm lời động viên an ủi con. Nhưng mà một thời gian dài vậy tôi thấy cũng không thể nào để cái tình trạng nó kéo dài được. Thì thường á thì con gái thì nó phải mềm mỏng hơn là con trai. Mà con trai thì cái tuổi mới lớn thì cháu nó cũng tính bồng bột, hiếu thắng. Mà suốt ngày phải bực bội mà buồn rượi rượi vậy thì cũng không có yên lòng. Nên thành ra con tôi nó mới lớn thì khi mà nó có bạn gái thì tôi cũng rất là hoan nghênh. Cho cháu yêu là để cho cháu trưởng thành, để cho bạn có bạn có đôi để dìu dắt nhau trong công việc học tập. Chứ không phải để yêu nhau mà suy sụp tinh thần như vậy, rồi bỏ việc học tập nó dở dang. Nên thành ra là tôi thấy là cô gái này không có ổn, tốt hơn hết là... Xin lỗi chị, tôi cắt ngang tí. Chị cho tôi hỏi thăm con gái tôi như thế nào mà chị gọi là không ổn. Tôi ở nãy giờ tôi đứng trong tôi nghe hai mẹ con chị nói về con gái tôi. Con gái tôi là con gái vàng, tôi chỉ có một mình con gái tôi thôi. Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó. Tôi giao nó cho con trai chị. Đến giờ này chị và con trai chị đang nói xấu về con gái tôi không đồng ý. Chị nói cái không ổn ở đây là chỗ nào? Tôi hỏi chị chứ một có ai mà một ngày mà dặn dỗ cho 100 lần không? Con của tôi á thì ở nhà tôi phải dỗ dành nó từng ly từng tí, mà tối ngày phải đi dỗ dành một cái cô gái đỏng đảnh như vậy. Làm sao mà hả còn thời gian đâu mình để con tôi ăn học nữa. Thành ra là thôi tốt hơn hết là chấm dứt cho hả hai bạn tập trung vô công việc học tập của mình đi. Chứ mà yêu đương kiểu này là không có được rồi chị ơi. Ok, chị nói tôi đồng ý. Con chị cũng học và con tôi cũng học, đúng không? Tôi cũng muốn con gái tôi phải tìm hiểu để chi? Để nó có cái sự tiến bộ, nó nâng lên, để tụi nó hỗ trợ với nhau trong phương thức giống như học tập như chị nói. Và để sau này tụi có nó có một gia đình nhỏ riêng cho tụi nó nữa. Và chúng ta bật làm cha làm mẹ tất nhiên phải muốn cho con mình phải được hạnh phúc. Đó là điều trước tiên mà cha mẹ phải có. Đó là sự mong muốn tất cả bà mẹ, ông cha đều phải mong muốn con mình nó là phải như vậy, đúng không? Nhưng tôi hồi nãy giờ tôi đứng ở đây tôi nghe chị và con của chị nói tôi rất là bức xúc trong lòng. Con gái của tôi, nó là con gái mới lớn lên. Con trai chị là người đầu tiên của người con gái của con gái tôi. Và những cái nụ hôn đầu tiên con gái tôi đã trao cho con trai chị, đúng không? Đó là cái điều mà rất đáng quý nhất trong cuộc đời của con gái tôi, đúng không? Nhưng mà con trai chị luôn luôn lúc nào không hề quan tâm con gái tôi. Một ngày không nhắn tin, hai ngày không nhắn tin, thậm chí một tuần lễ không qua nhà. Hỏi cho làm sao tôi dám trao con gái tôi cho con trai chị đây, tôi cũng không có đồng ý. Con trai của chị qua nhà tôi nấu cơm, mời con trai chị ăn, tôi chào đón con trai chị hết lòng. Đến giờ này, khi chị bước ra đây chung với mọi người ở đây, chị lại đi nói xấu con gái tôi, nó là như vậy. Trong khi đó, những cái tôi có thể làm cho con trai chị có làm được điều đó hay chưa? Chị chưa hề làm được nha. Tôi nói với chị, mình là người lớn rồi, nói gì thì nói từ từ thôi. Tôi là gia đình nho giáo, tôi không có thể ăn nói như chị được. Bởi vì chị như vậy nên thành ra con gái chị nó mới như vậy. Chị đã nhận ra điều đó chưa? Người ta nói con gái giống mẹ là không sai. Tôi hỏi chị chứ hả, nếu bạn biết tôn trọng tình cảm thì tại sao bạn đòi chia tay con trai tôi một không biết bao nhiêu lần? Nếu bạn biết có hả giá trị của cái nụ hôn ban đầu, tại sao bạn không giữ gìn? Chị không dạy con chị điều đó mà chị đi trách tôi là sao? Đó, còn cái việc chị nấu cơm cho con tôi ăn thì tôi cảm ơn chị, nhưng mà cái nào nó ra cái đó. Chứ hả, rõ ràng là con chị sai. Con chị hả đòi chia tay con trai tôi mà. Con trai tôi là hả đâu có phải là ráng rưỡi gì đâu mà tối ngày đòi chia tay thằng nhỏ vậy. Mà hả chị, con chị hả dùng cho cành vàng lá ngọc hay gì cũng không được mắc tôn trọng hả cái người bạn trai của mình như vậy. Xin lỗi chị nói xong chưa, cho tôi nói nha. Rồi, giờ chị nói như thế, bây giờ con trai chị không hề quan tâm con gái tôi. Tất nhiên con gái tôi phải chia tay chứ. Bây giờ chị nghĩ đi, con tôi vừa mới lớn lên có 19 tuổi thôi, mà khi quen với con trai chị không hề có một chút xíu gì gọi là quan tâm. Quan tâm không cả. Và kể cả con tôi phải lấy tình yêu của nó ra thử với một người đàn ông khác, để thử con trai chị có phản ứng như thế nào và có nói lời để quan tâm chăm sóc con gái tôi hay không. Nhưng mà hoàn toàn con trai chị không có một chút xíu gì gọi là có sự quan tâm. Thì tất nhiên con gái tôi nó phải nói là chia tay. Cái chia tay ở đây không phải là nó thật sự chia tay, mà nó muốn thử lòng của con trai chị. Nhưng mà con trai chị không hề có một chút xíu gì mảy may.
vẫn là để cho con gái tôi cứ nói cứ nói. Cái thời của tôi với chị đã từng trải qua nè, chị có bao giờ ghen anh nhà hay không? Phải có đúng không? Tôi có, nhưng mà khi có đó là đã lớn tuổi rồi. Còn khi còn nhỏ tôi không hề biết ghen nha chị. Tôi hỏi chị chứ mới bước vào đời biết gì đâu mà ghen. Thì bây giờ hả, khi mà hả, một hai đứa con rồi, lúc đó tôi mới biết ghen. Dù sao đi nữa, hai bạn cũng còn rất là nhỏ, nên thành ra thôi thì không hợp thì để hai bạn chia tay đi. Cô gái này đã như vậy rồi, chị như vậy nữa, thì nếu mà hả về nhà tôi thì thật sự là bất hạnh cho gia đình tôi. Xin lỗi chị nha, xin lỗi chị, tôi xin cắt ngang cái lời nói của chị. Riêng tôi, con gái tôi chỉ có đem 10 chiếc xe vàng qua hay là như thế nào, 10 cái hay là tất cả nhà lầu sơ đem qua, chưa chắc tôi đã gả con gái tôi cho gia nhà chị. Dạ, ok. Dạ. Dạ xin lỗi hai cô. Thật ra mà nói thì cái chuyện của hai em, thật ra là khi mà hai cô, Phương Hiếu tôn trọng hai cô, cho nên để cho hai cô cùng chia sẻ để nói lên tiếng lòng của mình. Thật ra quý vị khán giả thân mến, đây là tòa án tình yêu, cho nên việc chúng tôi để cho người trong cuộc đưa lên tiếng nói của mình là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không ngờ rằng là nó dẫn đến cái cớ sự là mình bắt đầu đã có những suy nghĩ trái ngược về nhau. Hiếu nghĩ rằng là cái chuyện của hai em nó đơn giản là cái sự hiểu lầm của con nít, mà mình để vì cái sự hiểu lầm của con nít mà người lớn mình cũng mâu thuẫn với nhau thì nó tiếc quá. Thật ra ở đây chỉ là hai em còn mới bước chân vào con đường tình yêu. Hiếu nghĩ rằng đứng ở góc độ những người làm cha làm mẹ, mình đã đi trước, mình có kinh nghiệm, thì mình chỉ cho con mình đi cách nào để con mình hạnh phúc mới quan trọng. Tại vì bây giờ thật sự nếu mà hỏi hai em có cảm xúc với nhau, có tình yêu với nhau không, thì Hiếu tin chắc rằng cũng rất còn nhiều đấy. Cho nên là hai cô cũng bình tĩnh, không sao cả. Mình một bên mình nhịn một lời thì đôi khi nó sẽ mang lại rất nhiều điều để cho con của mình sau này. Không cần biết là hai em sau này có cưới nhau không, nhưng mà ít ra trong giai đoạn này thì Hiếu tin rằng là hai em đâu đó cũng sẽ còn những cái tình cảm dành cho nhau. Cho nên hai cô mình bình tĩnh được không? Dạ dạ, mình bình tĩnh, mình đôi bên mình kiệm lời một xíu, thì Hiếu nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó không có đi quá xa đến như vậy đâu. Dạ. Xin lỗi quan tòa, đáng lý là tôi rất là tôn trọng bên dạ. bên nhà của bạn bên này, bạn trai của bạn con gái dạ. tôi. Cho nên là tôi đã không lên tiếng, nhưng mà khi tôi đứng ở trong tôi nghe, khi mà gia đình bên bạn trai của con gái tôi bình phẩm về cái phẩm giá và giá trị của con gái tôi, nên tôi không đồng ý, tôi bức xúc nên tôi mới bước ra đây. Chứ thực dạ. tế là tôi không định ra đây. Dạ dạ. Thưa quan tòa đó, thì hồi nãy giờ quan tòa chứng kiến đó, thì một người con gái như vậy và một người mẹ như vậy, thì gia đình tôi có thể tiếp tục để cho con trai tôi có mối quan hệ với bạn nữ bên này không? Để cho hả, cái mối quan hệ này nó dày và hả, cả hai gia đình thì rất là đau khổ, thưa quan tòa. Dạ, thật ra mà nói thì cái tình cảm của hai em giờ đây cũng đang trong giai đoạn là tình cảm của tuổi mới lớn. Nó chưa có gì gọi là chắc chắn sau này mình sẽ về cùng với nhau. Cho nên Hiếu xin can ngăn ở đây và xin phép không mời hai vị phụ huynh phát biểu nữa. Là tại vì mình nói ít đi một lời sẽ tránh tổn thương nhau nhiều hơn. Hiếu tin rằng đây cũng là điều mong muốn của hai em, chứ không phải chỉ riêng gì Phương Hiếu và những người ở phiên tòa tình yêu này đâu. Cho nên là hai mẹ hãy bình tĩnh. Vậy thì cảm ơn hai mẹ một lần nữa đã dành thời gian đến đây để cùng với hai em. Hiếu tin rằng là hết sức giá trị cho tòa án tình yêu. Là tại vì những người làm cha làm mẹ đâu đó vẫn hết sức quan tâm con cái của mình đang ở độ tuổi trưởng thành để yêu như thế nào. Cho nên mỗi bên mình bớt một chút xíu, mình bớt nóng chút xíu nha. Dạ, thưa quý vị, ngay bây giờ tôi xin tuyên bố ngay, mời quý vị đến với phần chất vấn để cho câu chuyện này đừng căng thẳng thêm nữa. Xin mời hai luật sư tình yêu nhập cuộc. Đừng đi đâu, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại và đây là phần chất vấn. Quá nhiều cảm xúc bùng nổ khi mà hai mẹ của hai đương sự trong cuộc tình này đã đối chất với nhau. Thật sự đó là ngoài ý muốn của chúng tôi. Và rõ ràng qua đó chúng ta cũng dễ dàng thấy được tiếng lòng của những người làm mẹ dành cho con mình như thế nào. Rõ ràng con mình không thương sao được. Cho nên thêm một lời, bớt một lời thì cũng không đủ để diễn tả hết tình cảm mà mẹ dành cho con. Vậy thì bây giờ, để xem khi hai luật sư tình yêu đã chứng kiến màn đấu khẩu vừa rồi sẽ đưa ra chiến thuật như thế nào để chất vấn thân chủ của đối phương. Mời hai bạn đổi chỗ cho nhau. Xin mời. Sao nè, mắc gì nè, sợ quá.
sợ quá đúng nhớ không? Nhớ lại hình ảnh người mẹ hay chừng làm em sợ. Thưa quý vị, luật sư tình yêu lưu ý trong phần chất vấn này thì mỗi một luật sư tình yêu chỉ có 3 phút thôi. 3 phút này dành cho cả việc chất vấn và phản biện đối phương. Nếu các bạn dành thời gian phản biện nhiều hơn đồng nghĩa với việc mình một là mất thời gian chất vấn của mình, còn hai, người chất vấn sau phải biết chừa thời gian để có thể phản biện bảo vệ thân chủ của mình. Cho nên các bạn hết sức lưu ý. Vậy thì ai muốn là người chất vấn trước ạ? Vâng. Thật sự chỉ tại phiên tòa này mới thấy sự nhường nhịn nhau của hai luật sư tình yêu thôi. Cho nên với sự nhường nhịn đó, thưa quý vị, tôi muốn mời quý vị cùng đến với phần chất vấn của luật sư tình yêu Lưu Dương. Xin mời. Ok, bây giờ là thời gian mà để Lưu Dương chất vấn Huy Dương nè. Dương ơi, em có lẽ là quá chán ngán với cái tình yêu này rồi đúng không? Bản thân em là một người quá chán ngán, cho nên là tất cả những gì em thể hiện ra chỉ đều muốn trốn tránh, chối bỏ thôi. Bạn Ngô Thảo đã làm tất cả mọi thứ, thậm chí là chúng ta đang nói là bạn Ngô Thảo đang làm mình làm mẩy luôn rồi, nhưng mà em vẫn muốn chối bỏ, giả bộ như là có người khác, nói chia tay một ngày cả trăm lần cả ngàn lần mà em vẫn không quan tâm. Tức là trong cái chuyện này em là người sai. Cái sai ở đây là em đã hết tình và không dứt khoát. Có đúng như vậy không? Thiệt ra là em không hề hết tình gì hết như là lời của anh nói. Nhưng mà khi mà đã nói ra cái lời chia tay cả trăm cái vạn lần, em thực sự không còn tâm trí gì để mà mình có thể năn nỉ gì nữa hết. Rồi cái chuyện mà bạn đi với người khác thì em cũng bày tỏ cái quan điểm của em rồi. Ghen, em không có ghen tuông bậy bạ. Cho nên là em cảm thấy khi mà chia tay là do cả hai đều có quá nhiều cái thời gian riêng, rồi cả hai cũng không có thể nào hòa hợp được với nhau thì lời chia tay đó nó xuất hiện. Ok, là khi mà em cảm thấy đủ mọi thứ lên đỉnh điểm rồi em mới chia tay. Nếu vậy thì tại sao em lại không chia tay sớm để cho bạn Ngô Thảo bớt đau khổ? Cái lý do mà em không chia tay sớm là em nghĩ là mình vẫn có thể cứu vãn được, mình vẫn có thể sẽ có thêm những cái cuộc gọi nói chuyện riêng với nhau để mà cứu vãn lại cái cuộc tình này. Cứu vãn làm gì trong khi em đã quá chán ngán với nó rồi? Em cứu vãn làm gì? Mà nếu mà cứu vãn, em cứu vãn để em bù đắp thêm cho nó thì không nói. Đằng này em cứ cố cứu vãn nó, cái đó theo anh thấy thì đó không phải là cứu vãn, mà đó là kéo dài thời gian. Em lại không thấy nó là kéo dài thời gian, tại vì em cũng muốn bồi đắp cho cái mối quan hệ này, chứ không phải là em muốn dũ bỏ nó đi cho xong. Ok em. Đó là một cái chuyện tình cảm thì chúng ta chỉ nên bù đắp thôi, chứ bồi đắp là phù sa con sông nha em. Rồi, bên kia có muốn nói gì không? Tôi xin phép dừng lại được không ạ? Vâng, xin ghi nhận. Vậy thì luật sư tình yêu Lưu Dương đang giữ thời gian để có thể phản biện bảo vệ cho thân chủ của mình. Đây là một chiến thuật của anh ấy. Để xem luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung, người đã chưa phản biện bất kỳ câu nào và còn trọn vẹn 3 phút, sẽ có chiến thuật gì? Mời luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung bắt đầu. Cảm ơn bạn cho tôi biết chiến thuật của bạn, tôi thấy nó hơi quen. Quý vị khán giả ơi, cho tôi một tràng pháo tay được không nào? Lớn lên. Để chúng ta cùng nhau bắt đầu câu chuyện của mình. Chỉ là tâm sự nhẹ thôi, em đừng căng thẳng. Không phải căng thẳng đâu nha, hãy thật sự thoải mái. Bây giờ sẽ bắt đầu hỏi. Em ơi, có bao giờ em thấy mẹ em giả bộ chia tay với ba em để mà ba em ghen chưa? Dạ chưa. Vậy thì tại sao lại học ở đâu ra cái thói đó vậy? Em chia tay không phải là em quá quắt, kiểu như là chia tay đi đừng quen gì nữa, hay là em nói một cái rồi em dứt và em biến đi luôn. Em chia tay xong rồi em đứng lại em coi bạn như thế nào. Bạn không trả lời trong khi em đứng ngay đó. Em chỉ cần một câu thôi là thôi đừng giỡn nữa, là em không giỡn nữa. Mà bạn không tưởng là giỡn, mày tưởng thiệt chứ bộ. Bây giờ anh hỏi tiếp nha. Em nghĩ là em giống mẹ em bao nhiêu phần trăm? Từ nhỏ là mọi người nói em giống ba. May cho em quá. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu như là một người phụ nữ nha, không phải là con của mẹ em, đứng ở ngoài và chứng kiến những gì mẹ em đang nói chuyện với một gia đình đối diện, thì em cảm giác như thế nào? Dạ, theo em nghĩ là phụ huynh nuôi nấng con mình lên mà người khác nói là con mình không có phẩm giá, giá trị thì người ba cha mẹ nào cũng sẽ nói. Anh thấy gia đình người ta chưa bao giờ nói chuyện em là người không có phẩm giá. Chưa ai khẳng định em là người không có phẩm giá cả. Cái chuyện mà không có phẩm giá là tự gia đình em cảm nhận và tự thấy mình như thế. Anh hỏi tiếp, nếu sau này em có con,
em có đứng lên nói chuyện vì con của em như cách mẹ em đã làm hay không? Chúng ta đang nói đến thái độ nha. Chúng ta không nói tới cái mục đích. Mục đích thì ai cũng sẽ bảo vệ con cái của mình cả. Chuyện mẹ em bảo vệ em không có gì sai hết. Luật sư đừng có nhắc tới chuyện cho mẹ ở đây được không ạ? Tôi xin có một vài giây muốn nói về chuyện này. Đó là luật sư bên kia cứ tiếp tục công kích vào thái độ của người mẹ, trong khi bản thân bạn lại không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về thái độ của mẹ mình. Đó chỉ là một người mẹ thương con, và bạn hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Tôi đồng ý. Vậy tôi xin phép được quay ngược lại với thái độ của bạn. Thái độ của bạn thế nào mà dẫn đến cái chuyện là phụ huynh phải như thế vì mình? Bạn cảm thấy là vì tình yêu của mình mà khiến cho người lớn phải nổi nóng, khiến cho người lớn phải bực mình, khiến cho người lớn phải cảm thấy không vui. Thì tình yêu của mình liệu có đúng hay không? Cách yêu của mình liệu có đúng hay không? Biết được là anh Trịnh Tú Trung đây là hình như là có hai người con đúng không? Vậy thì nếu mà trong trường hợp đó thì anh cũng sẽ như thế nào ạ? Anh sẽ không bao giờ đứng cãi lộn tay đôi với nhà đối diện. Mình sẽ có cách giải quyết vấn đề một cách hòa nhã hơn, lịch sự hơn. Nếu như anh cảm giác được là con anh không hợp với gia đình đó, anh sẽ tự động cho nó lời khuyên và cho nó tự đưa ra quyết định. Anh tôn trọng con cái của mình, tức là tôn trọng quyết định của con cái, chứ anh không bao giờ can thiệp vào đời sống của nó. Khi các bạn yêu, các bạn hạnh phúc, cha mẹ không được biết, thì khi các bạn đau đớn, đau khổ, tranh giành với nhau, thì cha mẹ tại sao phải đứng ra giải quyết tất cả những chuyện đó? Đúng không? Chúng ta đừng đem những chuyện bên ngoài khiến cho cha mẹ mình buồn lòng. Cha mẹ đã buồn vì mình đủ rồi. Hết giờ. Thật ra tôi không đồng tình với luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung. Ở đây, hai bạn đường đường chính chính mời phụ huynh đến đây, chứng tỏ rằng hai bạn hoàn toàn tự tin vào sự có mặt của phụ huynh sẽ giúp cho hai bạn đâu đó tự tin hơn để giải bài với nhau. Và rõ ràng, Huy Dương là người đã xuất hiện tại nhà của Ngô Thảo, và mẹ Ngô Thảo đã chào đón rất nồng nhiệt. Cho nên việc mà người lớn can thiệp ở đây không phải là họ chủ động muốn can thiệp, mà là họ đã quá hiểu câu chuyện này, cho nên muốn đến đây để đưa ra những lời khuyên cho đôi trẻ. Và cái việc hai người mẹ tranh cãi với nhau, tôi không cho rằng đó là đang cãi lộn, đang cự lộn, đang làm quá lên, mà là bảo vệ con của mình. Ở phiên tòa nếu không tranh luận, chẳng lẽ ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau? Cho nên việc góc nhìn của luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung đôi khi sẽ làm tổn thương những người làm cha làm mẹ. Họ chẳng có gì sai trong câu chuyện này cả. Và bây giờ, thưa quý vị, hai đương sự đã có những phần trả lời cho luật sư tình yêu. Vậy thì đến giờ phút này thật ra mâu thuẫn nó rất nhỏ, nhưng qua những diễn biến thì nó vô tình được thổi bùng lên qua những lời không hay xuất hiện ngay tại tòa án tình yêu này và những cảm xúc không thể kiểm soát. Vậy thì để xem, thưa quý vị, đến giờ phút này, quý vị nghiêng về ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Cho phép tôi đến với hàng ghế khán giả một lần nữa. Một lần nữa xin chào các bạn khán giả thân yêu, là những thẩm phán công tâm nhất. Ai có ý kiến? Mời bạn. Đến giờ phút này, Dương hay Thảo là người sai, là người đúng? Theo em là Thảo là người đúng. Bởi vì trong những cuộc cãi vã thì bạn nam lại gọi là rất là thiếu nhẫn nhịn bạn nữ. Trong khi bình thường các cặp đôi yêu nhau thì mỗi lần cãi nhau thì bạn nam nhịn một câu thì bạn nữ cùng bạn cũng sẽ dịu lại. Và sau đó cả hai có thể cùng nói chuyện với nhau và giải quyết vấn đề. Một điều nữa là bạn nam lại quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất một thứ rất quan trọng, đó chính là hâm nóng tình yêu của cả hai. Bạn dùng từ rất là hay, đó là hâm nóng tình yêu. Có được rồi cái bỏ bê, nó không khác gì cơm nấu rồi bỏ bê thì nó thiêu mất, phải không? Phải luôn luôn giữ ấm, phải hâm nóng nó thì nó mới nồng cháy. Huống hồ gì đây là cuộc tình tuổi trẻ mà cần rất nhiều sự nồng nhiệt ở trong đó nha. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Ý kiến khác ạ? Xin mời bạn. Còn bạn Dương và Thảo, ai là người đúng? Dạ, theo em thì em cảm thấy bạn Dương là người đúng. Bởi vì bạn Dương khá là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này, mà bạn Thảo thì lại không có chú ý và tôn trọng tới cảm xúc của bạn Dương. Có những lời nói và hành động thì không có quan tâm tới bạn Dương như thế nào. Em nghĩ đó là cái điều không nên trong tình yêu. Anh cũng đồng ý với em là Dương rất nghiêm túc trong chuyện tình này. Dương dùng hai từ rất hay, đó chính là đối với Dương, lời tỏ tình và lời chia tay nó rất là thiêng liêng. Nhưng mà cái cách bạn ấy làm thì nó hoàn toàn chưa có đạt tới mức đó.
đôi khi nó làm cho người cô gái thấy thiếu một chút xíu gì đó quan tâm, thiếu một chút xíu gì đó cảm thông, thiếu một chút xíu gì đó nuông chiều và thiếu một chút xíu gì đó giữ gìn. Cho nên đôi khi cảm xúc nó trái ngược. Nhưng không sao, anh vẫn tôn trọng quan điểm của bạn. Thưa quý vị, có lẽ đến giờ phút này đây thì tại hàng ghế khán giả của chúng tôi luôn luôn có những quan điểm trái chiều như vậy vì họ là những người trẻ. Ở góc độ còn lại, khi hai vị phụ huynh có mặt ở đây đã là một điều quý giá. Họ đều nói lên tiếng lòng của mình để bảo vệ con. Nhưng quan trọng, người trong cuộc, tôi tin rằng các bạn đã nhận ra điều gì để có thể giúp cái cuộc tình này có thể tốt đẹp hơn hoặc không làm gì cả. Vậy thì theo quý vị khán giả, ai mới là người đúng, ai là người sai thật sự? Hãy cùng chúng tôi đến với vòng quyết định của tòa án tình yêu mang tên Lời Thú Tội Muộn Màng. Chào đón quý vị đang đến với Lời Thú Tội Muộn Màng. Thưa quý vị, đến vòng này rồi, mặc dù mang một cái tên làm chúng ta có nhiều suy nghĩ, Lời Thú Tội Muộn Màng, nhưng tôi tin rằng đó chính là lời thú nhận của cảm xúc, đó chính là những gì mà chúng ta dành cho nhau. Có lẽ hai bạn có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng cũng chính vì thế các bạn khó có thể dung hòa với nhau, bởi chỉ đơn giản là các bạn đang giữ quan điểm theo góc nhìn của riêng bản thân mình. Tôi tin rằng tất cả những gì đã trải qua đã mang lại cho các bạn thật nhiều những cảm xúc để mình có thể có cho mình được những kinh nghiệm làm hành trang tiếp theo cho tuổi trẻ. Giờ đây sẽ không còn những hằn học dành cho nhau nữa, cũng không còn những lời nói mang tính sát thương hay là những lời nói làm cho đối phương cảm thấy khó chịu nữa. Rất mong hai luật sư tình yêu sẽ cùng với thân chủ của mình mang đến một tiếng lòng bằng một giai điệu thật tuyệt vời cho cái kết của ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đầu tiên xin mời luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung giới thiệu tiếng lòng của thân chủ mình là Huy Dương bằng một giai điệu. Bạn chọn là gì? Xin mời. Luật sư tình yêu Lưu Dương, tôi muốn hỏi bạn là trong bốn mùa bạn thích mùa nào nhất? Tôi thích mùa đông. Còn Ngô Thảo, em thích mùa nào nhất? Dạ, em thích mùa đông luôn em. À, mùa đông luôn. Còn tôi thích mùa xuân nhất. Đó, một người thích mùa đông, một người thích mùa hè, một người thích mùa xuân. Thật ra thì mỗi mùa trong năm đều có một nét đẹp rất riêng, nó có những sự quyến rũ rất là đặc biệt. Có người thích mùa này thì có người thích mùa kia. Còn có một mùa mà không phải ai cũng thích và người rất là mệt mỏi để có thể trải qua, đó chính là mùa cô đơn. Và cuối cùng thì thân chủ của tôi đã phải một mình để bước qua mùa cô đơn ạ. Chào cơn mưa, làm sao cô kéo ta quay lại những rung động con tim lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cô níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai, dần lâu cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bời. Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu chào nhau, cứ đắm đuối, cứ thế hát bài hát chia xa. Mùa thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua, mùa thu ôm mình em chạy xa vòng tay vội vã. Lời em nói ngày xưa đâu đây vẫn âm thầm chìm vào trong mây, đến bao giờ dặn lòng anh không mong nhớ. Mùa thu rơi vào em vào trong chiếc hôn ngây thơ, mùa thu không cần anh vì em giờ đây còn mãi thơ. Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì? Hay ta chỉ lặng lẽ đi qua?
Một giai điệu quá là não nề phải không ạ? À? Quá nhiều kỷ niệm đẹp hiện lên đối với những ai đang phải sở hữu trái tim tan vỡ. Thật sự mà nói, một giai điệu quá hay. Vậy thì để xem, luật sư tình yêu Lưu Dương sẽ giới thiệu thân chủ của mình là Ngô Thảo sẽ cất lên tiếng lòng bằng giai điệu gì? Xin mời Lưu Dương bắt đầu. Ngô Thảo, một cô gái 19 tuổi đã phải nỗ lực rất nhiều để níu kéo một tình yêu non nớt. Nhưng liệu bây giờ cái chuyện níu kéo tình yêu đó, tôi xin hỏi Ngô Thảo, đối với em nó còn dễ hay không? Dạ không. Rất khó đúng không? Vì vậy cho nên mời em hát bài Khó Để Yêu. Xin mời. Chưa bao giờ là người xinh đẹp nhất, chưa bao giờ là người dịu dàng nhất trong căn phòng và họ chưa bao giờ nhìn vào mắt em đầu tiên. Chưa bao giờ là người quan trọng nhất, chưa bao giờ mà người mà mọi người sẽ luôn mong chờ và họ chưa bao giờ trò chuyện với em đầu tiên. Bức tường này ngày càng dày hơn, chiếc giường này chỉ là giường đơn. Anh yêu em thật lòng đúng không? Anh mong em thật nhiều đúng không? Em mong anh sẽ hiểu rằng em rất khó để yêu. Khi ta chung một đường với nhau, em thương anh nghìn trùng từ rất lâu. Em mong anh sẽ hiểu rằng em rất khó để yêu. Cảm ơn Ngô Thảo. Thưa quý vị, rõ ràng là hai tiếng lòng không khỏi khiến chúng ta dạt dào cảm xúc. Vậy thì giờ đây còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng chúng tôi đến với thời khắc dành cho phán quyết cuối cùng. Một lần nữa phải cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả còn ngồi tới phút này cùng chúng tôi để theo dõi phán quyết cuối cùng. Vậy thì quý vị khán giả chắc hẳn cũng đã có đáp án dành cho riêng mình. Cho phép tôi, thẩm phán của Tòa án Tình Yêu, sẽ được hỏi các khán giả có mặt tại trường quay. Đây là cuộc tình của những người trẻ. Tôi hoàn toàn giao kết quả ngày hôm nay cho các bạn biểu quyết. Vậy thì để xem các thẩm phán trẻ tại Tòa án Tình Yêu này sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Hãy công tâm các bạn nha. Khi tôi gọi đến một cái tên, nếu các bạn cho rằng người ấy xứng đáng là người chiến thắng, hãy vỗ tay thật to. Còn nếu như các bạn cho rằng không xứng đáng chiến thắng, có nghĩa là người sai, thì các bạn hãy thể hiện bằng những cảm xúc, bằng những tràng vỗ tay yếu ớt, thậm chí là không vỗ tay cho người đó. Thưa quý vị, hồi hộp đến với giờ phút cuối cùng. Cho tôi hỏi khán giả có mặt tại trường quay, người đúng trong cuộc tình này là Huy Dương. Thưa quý vị, cho tôi hỏi, người đúng trong cuộc tình này là Ngô Thảo. Có vẻ dành cho Ngô Thảo có nhiều tràng vỗ tay lớn và dài hơn một chút xíu. Chút xíu thôi, cái chênh lệch nó không nhiều. Chắc tôi phải hỏi thêm những người kỳ cựu trong tình trường, những người mà đến giờ phút này các bạn ấy đều quyết định giữ giá tới cùng. Đó chính là hai luật sư tình yêu đẹp trai, phong độ sâu sắc của chúng ta. Xin hỏi luật sư tình yêu Lưu Dương, theo bạn giờ đây không cần phải biết bạn là thân chủ của ai nữa, ai xứng đáng là người đúng trong cuộc tình này, ai là người sai? Như tôi đã nói ngay từ đầu, người đúng vẫn là Ngô Thảo. Bởi vì Huy Dương chỉ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian trong cái chuyện tình vốn đã không còn trong anh ấy.
Vậy thì luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung thì sao? Tôi thì ngược lại, tôi cảm giác được là Huy Dương vẫn là người đúng trong cuộc tình này. Tại vì cái sự níu kéo đó là vì anh ta muốn cho tình yêu của mình một cơ hội. Khi chúng ta chỉ có một câu trả lời rõ ràng cho một điều gì đó thì chúng ta sẽ khoan trả lời, suy xét thật kỹ. Phải chăng là sự suy xét của bạn ấy hơi lâu một tí để khiến cho bạn này cảm thấy mình có một nhiều sự chờ đợi và đưa rất là nhiều phép thử. Chứ không hẳn là bạn ấy không có tình cảm và không còn thương Ngô Thảo nữa. Vậy bây giờ tôi muốn hỏi thêm hai người trong cuộc trước khi đưa ra phán quyết. Tôi vẫn ấn tượng lời tỏ tình hay lời chia tay nó vô cùng thiêng liêng đối với Huy Dương. Vậy thì giờ đây nếu tôi trao quyền phán quyết cho bạn, bạn sẽ chọn ai đúng ai sai trong cuộc tình này, Huy Dương? Nếu như mà em được quyền phán quyết thì chắc chắn luôn 100.000 lần em vẫn sẽ chọn là Ngô Thảo đúng. Ồ. Vì sao? Tại vì khi mà mình nghĩ kỹ lại á, thì một người con gái khi mà người ta yêu, khi mà người ta cũng muốn dành tình cảm cho mối quan hệ thì chắc chắn người ta sẽ có những cái giây phút mè nheo, những cái giây phút mà đòi hỏi. Nhưng mà đúng là em đã quá trẻ con, nhưng mà em chưa có hiểu được những cái đòi hỏi chính đáng của Thảo. Thảo, anh xin lỗi em. Lưu Dương muốn nói gì? Muốn xen vào cuộc tình đôi ta? Không, tôi muốn thay đổi quyết định. Hồi nãy tôi nói Ngô Thảo là người đúng, nhưng sau khi nghe Huy Dương chia sẻ thì tôi lại hướng về Huy Dương. Bởi vì dù bạn còn non trẻ, nhưng cái suy nghĩ cao thượng đó đã làm bạn hơn hẳn một bậc. Tôi chọn bạn là người xứng đáng chiến thắng. Là luật sư tình yêu cũng không nên bán bánh tráng như vậy. Mình lật nhanh quá chỉ sau một câu nói, có vội vàng quá không? Nhưng không sao, đó là cảm xúc tích cực để dành cho Huy Dương đấy. Trong tình yêu, cao thượng cũng là một trong những điều mà chúng ta nên duy trì để giữ gìn tình yêu của chúng ta những lúc hoạn nạn, khó khăn hay sóng gió. Khi Ngô Thảo nghe điều đó, vậy tôi hỏi câu hỏi ngược lại. Nếu Ngô Thảo là thẩm phán của tòa án này, bạn sẽ đưa ra quyết định ai là người đúng trong cuộc tình này? Nếu như mà em được lựa chọn thì em nghĩ là cuối cùng không ai sai cũng không ai đúng cả. Em cũng muốn nói luôn là thật ra những cái khoảng thời gian đó gây lộn với anh, cãi lộn với anh, em biết là thật sự bản thân mình rất sai và cũng rất là trẻ con. Nhưng mà để mà cuối cùng thì em vẫn tin là cái tương lai của hai đứa nó sẽ tốt đẹp hơn. Và em cũng xin lỗi anh vì đã quá trẻ con. Lúc này tôi thấy tín hiệu từ luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung, mời bạn. Tôi giơ tay không phải để thay đổi quyết định của mình. Tôi vẫn chọn thân chủ của tôi đúng. Tôi không phải là luật sư tình yêu Lưu Dương. Nhưng tôi muốn nói với bạn thế này nè. Khi hai người yêu nhau á, đặc biệt là những người trẻ, tình yêu nó sẽ không bao giờ mà lung linh như chúng ta tưởng tượng đâu. Nó có rất là nhiều góc cạnh khác nhau. Tại sao chúng ta có tình yêu trước hôn nhân? Là để chúng ta trải nghiệm những cảm giác, để khi bước vào hôn nhân thì nó sẽ là một cuộc sống bền vững, chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Một tình yêu mà không có tranh cãi, không có hờn giận á, thì nó cũng không đẹp và không thú vị đâu. Thậm chí như tôi đi nha, tới từng này tuổi rồi á, khi yêu tôi vẫn kiếm chuyện gây gỗ hàng ngày hàng tuần. Vì đó là cách chúng ta hiểu nhau hơn. Vì đó là cách chúng ta cho chúng ta những dư vị của cuộc sống, dư vị của tình yêu. Mọi người biết là sau mỗi lần cãi nhau á, thật sự là mình sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau nhiều hơn, sẽ thông cảm cho nhau nhiều hơn. Nên cái mạnh dạn cãi vã đi ạ. Tôi không bao giờ ủng hộ một tình yêu không sóng gió. Vì tôi tin là qua mỗi trận sóng gió thì nhà cửa của chúng ta sẽ học được cách tránh bão, nhà cửa chúng ta sẽ xây dựng kiên cố hơn. Xin cảm ơn ạ. Rõ ràng là như vậy. Yêu không chỉ là một danh từ, yêu còn là một động từ. Và yêu cũng không chỉ là cảm xúc, mà yêu là quan tâm, là chia sẻ, là giúp đỡ, là hy sinh. Nếu như chúng ta chỉ trải qua những cảm xúc dành cho nhau đơn giản là yêu,
là quan tâm mà thiếu đi sự chia sẻ, sự giúp đỡ lẫn hy sinh thì đó cũng chưa trọn vẹn chữ yêu đâu. Hai bạn đang mới bước đi những bước chập chững đầu tiên để hoàn thiện chữ yêu của mình. Tôi tin rằng các bạn sẽ hoàn toàn có đầy đủ thời gian trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm để làm điều đó đông đầy hơn, để trọn vẹn một chữ yêu dành cho mỗi người. Vậy thì giờ đây tôi xin phép được thay mặt tòa án tình yêu trong vai trò thẩm phán, tôi xin tuyên bố tại phiên tòa của tòa án tình yêu ngày hôm nay, cả hai bạn đều là người sai. Hy vọng các bạn sai để sửa, sai để trưởng thành, sai để hiểu nhau nhiều hơn. Còn yêu nhau hay không, tiếp tục chặng đường còn đang dang dở còn lại hay không là lựa chọn của các bạn. Tôi dành thời gian trọn vẹn lại cho các bạn. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I'm stuck to dreams, who need to be believed in. So I let me see what you do. Oh, so high above the sky and you nailed it. Chỉ là sau khi mà lắng nghe được, sau khi mà hiểu được những cái chia sẻ của em thì bản thân anh trẻ con thiệt sự. Xin lỗi đi, năn nỉ gì đi. Ta thích nhõng nhẽo mà. Nếu như sau chương trình này em vẫn còn muốn giận dỗi, em vẫn còn muốn nhõng nhẽo á, anh xin cơ hội để được em nhõng nhẽo lần nữa. Thì cứ thử bắt đầu lại xem sao. Tuy là em hay chê nhưng mà trà sữa hôm bữa anh mua cho mẹ, mẹ khen ngon. Vậy thì thôi ta mới lớn mà, đừng có. Chúc mừng, giờ tôi phải xuống đây rồi. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được đứng ở đây và chúng tôi cũng xin được thông báo trong vai trò là thẩm phán của tòa án tình yêu. Hai bạn trẻ theo đúng lý, nếu không ai đúng trong cuộc tình sẽ phải đứng trong vành móng ngựa. Nhưng tôi tin thứ mà người trẻ có đó chính là dám phá bỏ mọi giới hạn để đi trên con đường của mình. Và thưa quý vị, tôi Phương Hiếu xin đại diện cho tòa án tình yêu tuyên bố khép lại phiên tòa ngày hôm nay. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.